Rồi chào mừng anh em trở lại với kênh youtube của Shop Beta Bình Dương Trong video này Long sẽ form một cái bầy cá Red Fancy để cho anh em thấy chất lượng cá Red Fancy bên Long ha Và mình sẽ nói về những cái tiêu chuẩn để mà chọn một cái em cá Red Fancy đi thi Đặc biệt là thi những cái đấu trường quốc tế ha, thi cá Beta ở quốc tế nha anh em Rồi tới đây sẽ có anh em nói là ừ biết cái gì không mà chia sẻ thi cá Beta Red Fancy đồ thì phải biết mới nói cho anh em ha long thì long chỉ nói những cái long biết thôi những cái mà anh em hỏi mà long không biết thì long cũng không nói ha cũng phải có cái thành tích thì mới nói mới có người tin chứ đúng không anh em thì đây à, hai giải nhất ở trong nước ha còn ở đây con số 3 không biết là camera xa anh em có thấy không ta này là số 3 cái em này là được giải ba ở cái cuộc thi ở bên mã lai ha và ngay khi mà long đăng cái video này lên thì long đã có thêm một cái giải thưởng ở bên mã lai nữa đó là hai giải thưởng ở quốc tế ha và tất cả những giải thưởng này là đều về red fancy hết nha anh em rồi thôi đầu tiên mình đi lựa cá trước đi. Hôm nay á, là Long sẽ chuẩn bị à, rã cái bầy Red Fancy này mình à, tách form. Đó thì à, bầy này á, là cũng được khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Đây là một trong những cái bầy mà nó à, không phải là lột tốt nhất nhưng mà nó lột thịt cũng là khá là nhiều của Long ha. Anh em thấy là nó rất là ít vẫy. Nhìn từ trên xuống là toàn cái đầu đỏ chét không à. Ok thì bây giờ á, mình sẽ hút nước ra nè rồi bắt đầu hút cạn nước rồi mới vớt cá ra thì long sẽ chuẩn bị ba cái thau một cái thau lớn là đựng tất cả cá trong cái hồ đó nè rồi ba cái thau nhỏ là mình sẽ lựa thì long sẽ phân loại ở đây là có những cái con mà nó xe lô thì nhân tiện cũng chia sẻ với anh em lại những cái cơ bản ha bất cứ một cái dòng fancy nào fancy red fancy vàng hay là fancy cam cứ anh em thấy một con xe lô là anh em có thể bỏ liền bất cứ lúc nào ha một tháng mà thấy xe lô vẫn có thể bỏ được những cái con cá trong bài red fancy mà màu xanh À, bây giờ đã được hai tháng rưỡi rồi là cũng có thể bỏ được ha. Hai tháng rưỡi từ xanh nó không lột qua đỏ được nữa đâu. À, bây giờ mình chỉ giữ lại những cái con mà nó lột ra đỏ nhiều thôi. Còn những cái con mà nó dính đỏ đỏ xanh xanh thì long vẫn sẽ đi về cái hướng thủy sinh. Anh, anh em thấy bên cái thao này á, là cá giạt, cá thủy sinh đó nè. Còn mấy cái con xe lô là không phải thủy sinh nữa mà là cá phóng sinh luôn. <laughs> phóng sinh chứ không phải thủy sinh nữa anh em ha. Những cái con cá mà nó đẹp và nó đủ size á, thì long sẽ cho lên keo liền luôn. Còn cái thau kế bên sẽ là một cái thau mà nó cũng đẹp luôn Cũng lột thịt rất là nhiều nhưng mà nó lại bị chưa đủ sai Thì Long sẽ nuôi tiếp, Long thả vô một cái hồ khác là Long nuôi tiếp ha Rồi bây giờ Long sẽ đi form cá nè Rồi thả mấy con cá vô mấy cái hồ thủy sinh Với lại là cá đẹp thì cũng cho ra một cái hồ riêng Set up nước mới, lá bàn, đồ, các kiểu rồi thả nó vô Mấy cái con cá chưa đủ sai này Long nuôi khoảng thêm tầm 10 ngày nữa thôi là Long form luôn Rồi bây giờ mời anh em đến với phần tiếp theo là cái cách mà mình lựa cá để mà đem đi thi ha thì mình chỉ nói riêng về cái dòng red fancy thôi video này tập trung cái dòng red fancy dòng khá thương hiệu bên ngoài đây à. ha. xin giới thiệu với anh em con red fancy long mới đoạt giải ba trong cái cuộc thi mà à, gọi là cũng rất là lớn bên mã Lai ha đây 3 rd cúp đâu không thấy cúp thì à, à, một cái điều rất là xui xẻo của long đó là cá về rồi mà cúp chưa về tới cúp còn mắc kẹt bên đó ha anh em thấy người ta support bọt À, mấy cái người <laughs> mấy cái người làm dịch vụ người ta làm dịch vụ lấy tiền nha anh em nhưng mà xúc bọt nó ok ghê chưa cá đây mà cúp thì không thấy phải kẹt lại thì cũng mấy bữa nữa cũng hên là có cái sâu tiếp rồi người ta chạy qua nó người ta lấy đem về à, thì cái cúp thì mình sẽ nói sau ha long chắc chắn là long sẽ khoe cái cúp rồi nhưng mà đó, trước mắt thì khoe cho anh em thấy vậy đó cá giải ba đàng hoàng một cái sâu quốc tế nha nè show quốc tế giải ba đàng hoàng ha. có mới dám nói chứ không là mình không có gì hết mình nói ai tin ok red fancy khi mà đi thi á, thì người ta sẽ nói là cái cái tên bản nó sẽ là fancy red base base cái chữ base nó có nghĩa là cơ bản cơ sở cái nền đó, nền tảng đó thì thì coi như là fancy red fancy tức là fancy nền đỏ ha nó phân biệt với fancy nền vàng đấy fancy vàng đây rồi fancy đỏ rồi fancy cam đó thì bây giờ anh em để ý dùng long bảy con cá này ha một hai ba bốn bốn con ở hàng trên và ba con ở hàng dưới ha đây thì thường á là vì theo cái gu của anh em mình á theo gu của anh em Việt Nam á thì anh em hay nói đây 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 mấy cái con này dơ nè lột chưa hết nè đó dơ nè lột dơ nè lột chưa hết nè chưa lột xong nè đó bốn con bốn con ở hàng trên rồi rồi ba cái con ở hàng dưới là nó lột sạch nè vip nè đó thì bây giờ thực sự á mình tạm cho là bảy uh, con này đều form đẹp hết đi ha bảy con này form chuẩn hết đi tạm cho là vậy thì À, đó là cái quan niệm mà cái quan niệm mà đây lột dơ chưa lột xong rồi này nọ nè rồi đây là lột sạch là vip nè thì đó cái quan niệm này là chỉ riêng ở Việt Nam thôi à, anh em mình hay nghĩ như vậy nhưng mà thực sự khi mà đi thi quốc tế à, fancy red base mình thi cái bản red fancy thì phải đem đi bốn con này bốn con này mới đủ tiêu chuẩn đủ cái tiêu chuẩn về màu à, mình tạm cho là bảy con này form chuẩn như nhau nha À, mình đây lấy ví dụ thôi bốn con này mới đủ tiêu chuẩn về màu ba con ở dưới này lột sạch thì sạch chứ nó không có đủ màu để mà thi red fancy ha và Yellow fancy cũng tương tự dù cái con Yellow fancy con này cũng không có đủ màu nha nè đó à, fancy là phải có trên ba màu thì bốn cái con trên đây nó rất nhiều màu xanh trắng đỏ có khi còn có đen nữa mấy con này là đủ ba màu còn mấy cái con lột sạch này nè nó chỉ có hai màu thôi đỏ trắng hoặc là gì đó đỏ đen đỏ xanh gì đó thôi đó thì ba cái con dưới này nó không đủ tiêu chuẩn để mà thi cái bản red fancy nha nè đấy thì cái uh, trong cái uh, lần nhận giải trước thì long cũng có nói rồi này long nói lại thôi tại vì hôm nay mình chia sẻ về uh, các cái bản thi mà ngay cả cái con Zalo này cũng không có đủ mà màu luôn đa phần khách hàng của long ở việt nam coi mấy con này vip thì ok mình nghĩ nó vip thì nó vẫn vip thôi chứ không có gì hết còn mấy con này mình 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 có chê thì mình cũng cứ chê không có thành vấn đề gì hết mình chơi theo cái gu của mình chơi theo cái sở thích của mình thì mình thích con nào mình chơi con đó mình chê thì mình mình thấy nó xấu thì nó vẫn xấu thôi không có gì thay đổi cả nhưng mà nếu mình muốn đem một con red fancy à, đi thi cái bản red fancy ở đấu trường quốc tế thì mình phải đem mấy con này mấy con này mới gọi là red fancy ha mấy này cũng red fancy nhưng mà không có đủ màu để mà thi bản red fancy ha ở việt nam anh em thi trong nước á, thì may ra sẽ có những cái bản À, người ta gọi là fancy body sạch đó, fancy uh, solid body uh, body nó sạch đó, là ở Việt Nam thì lâu lâu còn có chứ còn nước ngoài đa phần nó không có cái bản này.